Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là mười mấy pho mai nha nè, trong đó có mấy pho mai tứ quý và một số pho mai vàng ha. Đây số 1 này nè, dáng cây quá đẹp ha nè. Số 2 lùng lực quanh 70 mấy nha nè, da mềm. Số 3 tứ quý này nè, cục đế nè, cái này quá đẹp ha nè, tứ quý lùng lực nè. À, một pho tứ quý vậy nè, đây hàng này giá sinh viên nè. Ôi, em nhắc ở số điện thoại các em. Số điện thoại là 0939860018 cho cô chú anh chị. Ở số điện thoại có quyền bổ sung góc trái màn hình màu xanh cho em dễ quan sát nha nè. Đó là cây số 1 nha nè. Nhưng mà vàng. Phần lắc cốt cành đẹp nha nè. Ở số 1 là pho mai vàng nha nè. Quá đẹp ha. Này cục đế này nè, gì nè. Rất là đảo, khá đẹp ha nè. Cái nó lực thứ hài hòa nè. Rồi cho thông số luôn em ơi, mã số 1 là pho mai vàng nha anh em. Vị trí này là 39 này cô chú. 39 như quần neo. Đường kính đầu là 60. Đường kính đầu là 60. Chiều cao là 79 cô chú ơi. Chiều cao 79. Và mã số 1 là giá sao em ơi? Mã số 1 đang luôn với giá là 8 triệu 8 cho cô chú anh chị. 8 triệu 8 mã số 1 nha anh em. Thôi ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2 nữa anh em. Mã số 2 phong mai vàng lùng lực anh em ơi. Đây là sắc lớn nha anh em. 60 mấy 70 nha anh em. Ngoài cây nó bự lắm nha anh em, 4 5 người khiên nha anh em. Lùng lực ha. Tất cả cây này là cây nguyên ghi nhìn nè, mới bước khai thác thì đất đi lên đợt đầu ha, đánh giá thành lúc nào có kêu nhỉnh là cho anh em nào, có hai qua trung gian ha, đế nè. Rồi cho anh em thông số luôn em, mã số 2 là phong mai vàng nha nè. Lùng cây nè, chiều cao là 70 cô chín cô chú ơi, chiều cao là 70. Rồi em đo vị trí này trên cái đây là 62 nha cô chú, 62 là quần eo này nha anh em. Rồi. Vị trí này là 67 nha cô chú. 67 cho Hoành Thăng nha anh em. Cây 67 của Hoành nha anh em. Đường kính đầu là 66 ha. Đường kính đầu là 66. Còn mã số 2 này giá sao em ơi? Cái mã số 2 cái mai vàng em cho luôn với giá là 20 triệu 800 ngàn cô chú chị ơi. Mã số 2 giá 20 triệu 800 nha anh em. Kêu giá như là rất là nhín, rất là hợp lý cho anh em nha anh em. Còn 67 mà giá này là anh em làm có lời nha anh em. Giá 20 triệu 800 phải mã số 2 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 là pho mai tứ quý vậy nè. Nhìn như cái hồ non bộ hết nè. Pho này anh em thấy gì chứ làm ra anh em làm ra. Đẹp lắm nha anh em. Cục đế mà nó đặt đặt ha. Cái này nguyên cái đạt nó đặt hết trơn chú nè. Nguyên cái khối đạt được khừ vậy nè. Quá đẹp ha nè. Mặt này nhìn đẹp quá anh em, là bạn anh em sắp mặt tiền hả nè. Anh em thấy gì chứ phơm mình làm ra anh em chụp cái nón ra đẹp lắm. Rồi cho thông số luôn em. Chiều cao là 45. 45 chiều cao. Bình năng đây chiếc này là 43 nha cô chú. 43 cho bình neo.
này đế sổ là 35. Rồi tổng đế luôn em. Đế sổ 35 nha anh em. 3 tắc 5 cho đế sổ ha. Rồi anh em đâm lên chậu nhìn cục đế này phơi lắm nha anh em. Đế mà đo vị trí này là 1m1 nha cô chú. 1m1 rồi đặc khừ nữa nha anh em. Đó, anh em thấy ha. Đường kính bầu là 55 ha. 55 cho đường kính bầu. Rồi mã số 3 này giá sao em ơi? Cái mã số 3 này em giao lưu với giá là 9,2 cô chú anh chị ơi. 9,2 phô mai túi quý cục đế này nha anh em. Hợp lý lắm nha anh em. Thôi anh em làm rồi. Khá lắm ha. Rồi tiếp theo mã số 4 nha Nam. Mã số 4 là phô mai thứ quý lùng lực nha Nam. Lùng lực sắc lớn ha Nam. Không này dễ làm cây lắm. Ồ để đặc thù cho nha Nam. Rồi cho anh em đồng số luôn em ơi. Chiều cao là 52 ha. 52 chiều cao. Đo đen quần eo nhỏ này của nó là 47 nha cô chú. 47 quần eo nha anh em. Đo vị trí này là 59 nha cô chú. Như cây 59 quần anh em đâm lên chậu nha em. Chú quý bây giờ quần này là cũng khá nha nè. Đường kính cầu là 50 cô chú ơi. Rồi mã số 4 này giá sao em ơi? Cái mã số 4 này em giao lưu với giá là 8,8 của chú anh chị ơi. 8,800 mã số 4 nha nè. Tao xếp này mọi miền tao quá ha. Quý này cái thời điểm này anh em giá nó đang căng thẳng anh em. Cái này em mua về em kêu giá rất là mềm nha nè. Thì thôi tiếp theo mã số 5 nha nè. Mã số 5 là phô mai túi quý lùng lực nha nè. Cái cục này anh em lao lên chậu làm hôm đẹp lắm nha nè. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao là 49 của chú ơi. 49 chiều cao. Em đo vị trí này là 45 ha. 45 bình thăng nha nè. Em đo vị trí này là 52 nha. 52 nở ha nè. Nó đo 2-3 vị trí vậy anh em. Dễ ha nè. Bầu là 60. Rồi cái mã số 5 này giá sao ơi? Cái mã số 5 mà tôi quý em giao lưu với giá là 5,8 nha cô chú anh chị. 5,800 phô mã số 5 nha nè. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 6 nha nè. Mã số 6 là phô mai vàng nha nè. Phô này đế đẹp nha nè. Phá quẩy ha. Bộ đế nè anh em ơi. Đế không đủ tiền hết nè. Rồi cho thông số luôn em. Mã số 6 là phô mai vàng. Chiều cao là 68 chiều cao. Rồi 30 cho bình thăng nha anh em. Đường kính bầu là 60 ha. Đường kính bầu là 60. Này đế sổ là 40 ha. Rồi mã 66 này giá sao mày? Cái mã 66 là mai vàng giao lưu với giá là 5,9 của chú anh chị ơi. 5,9 mã 66 nha nè. Bao ship nha mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã 67 nha nè. Mã 67 là phô mai vàng. Này trồng trong xô từ nhỏ ha nè. Khá đẹp ha. Mã số 7 là phô mai vàng nha nè. Bộ đế nè. Cái đế này là nó thẳng đây luôn nè em chút nào. Rồi cho thông số luôn em. Chiều cao là 59. 59 chiều cao. Và năm đôi chiếc này là 35. 35 cho bình thăng nha nè. Em đo vị trí này là 38. 38 vị trí đấy ha. Đường kính
kính bầu là 42. Đường kính bầu là 42. Rồi mã số 7 này giá sao em ơi? Cái mã số 7 em giao lưu giá 3 triệu 2 chú anh chị ơi. 3 triệu 2 mã số 7 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 8 đây nè. Mã số 8 là form mây vàng anh em, thấy cái thân nó lực nè. Có cành khá đẹp ha. Khến 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 vậy nhìn nè. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi, mã số 8 nha anh em. Chiều cao là 138 của chú ơi. Chiều cao 138. Cái này em nói vị trí này là 43 cho 43 cho quần neo nha anh em. Đúng rồi. Em nói vị trí này là 52 ha. Như cái 52 quần nha anh em. Ok. Rồi mã số 8 này giá sao em ơi? Cái mã số 8 này các bạn giảm giao lưu với giá là 7 triệu 2 của chú anh chị ơi. 7 triệu 2 mã số 8 nha nè. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 9 nha nè. Mã số 9 là phôi mây vàng quái nha nè. Gì nó lạ ha nè. Bộ đế nè anh nè. Đặt kẹo nha nè. Nước để chịu nè, có đủ hết trơn. Đủ hết trơn ha. Để phô mẫu này lại với nè mà. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi. Cái này chiều cao này là 52 nha cô chú. 52 chiều cao. 110 nha anh em. Đường kính bầu là 60. Hoành thân cho vị trí này là 46. 46 cho hoành thân nha anh em. Còn mã số 9 này giá sao em ơi? Mã số 9 này giá là 6 triệu 9 của chị. 6 triệu 9 mã số 9 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi xin nhắc lại với anh em cây mã số 9 giá 6 triệu 9 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 10 nha năm. Mã số 10 là phô mai vàng. Cái này giá sinh viên cho anh em chơi trải nghiệm hả năm. Quá đẹp ha. Rồi cho thông số phô mã số 10 nha. Rồi. Để khá đẹp hả năm. Chiều cao là 52. 52 chiều cao. Đang đo chiếc này là 30. 30 cho bình thân nha anh em. Đường kính bầu là 45. Rồi mã số 10 này giá sao em ơi? Mã số 10 giao lưu với giá là 2 triệu 2 của chú anh chị ơi. 2 triệu 2 mã số 10 nha anh em. Bao ship này mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là phom mai vàng nha anh em. Giá sinh viên luôn ha. Rồi cho thông số luôn em ơi. Chiều cao là 49 chiều cao. Năm đôi chiếc này là 38 ha. 38 cho hoành neo nha anh em. Đường kính bầu là 45. Rồi mã số 11 là giá sao em ơi? Cái mã số 11 giao lưu giá 2 triệu 1 của chú anh chị ơi. 2 triệu 1 mã số 11 nha anh em. Bao ship này mọi miền tao quá ha. Rồi tiếp theo mã số 12 nha anh em. Mã số 12 là phô mai vàng. Đế đẹp cũng cành khá đẹp ha anh em. Khá đẹp hả nè. Ok. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi. Chiều cao là 113. 113 chiều cao.
45 cho hoành neo nha anh em. Đường kính bầu là 52. Rồi mã số 12 này giá sao ơi? Cho mã số 12 cho bà dẹp cho luôn giá 4,8 của chú chị ơi. 4,8. Quá hợp lý cho cây này nè. Rồi ship này mọi người cho quá ha. Rồi tiếp theo cái mã số 13 nha anh em. Mã số 13 là phôi mai vàng. Dáng nó quỳ quỳ khá đẹp anh em. Heo có lắc này nè. Giá sinh viên nha anh em. Khá đẹp ha. Thả cây ha nè. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi. Chiều cao là 99 của chú ơi. Chiều cao là 99. Mình thăng vị trí này là 30 ha. 30 cho mình thăng nha anh em. Rồi phôi mã số 13 này giá sao ơi? Phôi mã số 13 mới dẹp cho luôn cái giá là 2,9 của chú chị ơi. 2,9 mã số 13 nha anh em. Bao ship này mọi mình cho quá ha. Rồi phôi mã số 13 là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em thấy cái nào liên tiếp chứ quyền là số 0939 8008 nha anh em. Anh em quý vừa bấm mình đăng ký kênh. Rồi cái đây hình lục vụ cho anh em thân ấy. Chào anh em, hẹn anh em buổi sau.